Trái đất của chúng ta luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Ví dụ như, sa mạc là một trong những nơi khô hạn bậc nhất, nhưng vẫn có loài cây phát triển sinh sôi. Thế nhưng tại Trung Quốc, có một thành phố rất kỳ lạ. Đó là trong suốt hàng nghìn năm, vùng đất này không có nổi một cây xanh. Thậm chí, chính quyền thành phố đã treo mức thưởng 300.000 nhân dân tệ, hơn một tỷ đồng, cho ai trồng được một cây xanh. Nhưng đến nay, số tiền này vẫn còn nguyên vẹn. Thành phố được nhắc đến chính là Na Truy. Na Truy là thành phố cấp tỉnh ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc thành phố rộng hơn 450.000 m2, nơi này được bao quanh bởi núi Tangula và núi Yai Quen tăng Ha hùng vĩ. Nơi đây giống như một viên ngọc của cao nguyên Thanh Tạ, bởi nó có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn như đồng cỏ Trang Tăng, khu bảo tồn Yam Tung, các tu viện, hồ thiêng Nam Sô. Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều suối nước nóng, đồng thời là khu bảo tồn của các loài động vật hoang dã và thực vật, có tới hơn 1.000 hồ lớn nhỏ nằm rải rác trên các đồng cỏ của cao nguyên Na Tuy nhiên, vùng có tài nguyên dồi dào như vậy suốt hàng nghìn năm qua không tồn tại bất kỳ một cây xanh nào. Dù con người áp dụng nhiều biện pháp, kỹ thuật trồng trọt thì cây cối ở đây cũng không thể tồn tại được. Yếu tố đầu tiên cản trở sự phát triển cây cối ở Natri là do lớp băng vĩnh cửu ở đây. Thành phố này nằm ở độ cao hơn 4.513 mét so với mực nước biển. Nhiệt độ ở Natri rất lạnh và phần lớn đất đai bị đóng băng quanh năm. Điều này khiến dễ cây khó hấp thụ nước và khoáng chất. Ngay cả khi lớp băng tan ra, Nhiệt độ lòng đất vẫn rất thấp, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng chất của hệ thống rễ cây, lâu ngày cây sẽ kiệt quệ và khô héo. Trở ngại thứ hai là khiến cây cối không thể sống sót ở Na đó là do không khí quá loãng. Như chúng ta đã biết, bất kỳ loại động thực vật nào muốn phát triển mạnh khỏe thì không khí là yếu tố cần thiết nhất, bởi không khí chính là thành phần quyết định quá trình hô hấp của các sinh vật có diễn ra thuận lợi hay không. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, lượng oxy trong không khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và tồn tại của cây trồng. Khi nồng độ oxy thấp hơn 20%, thì quá trình hô hấp của cây bắt đầu suy giảm, dẫn đến sinh trưởng bị hạn chế. Cao nguyên Tây Tạng cao trung bình trên 4.200m so với mực nước biển. Hàm lượng oxy ở đây chỉ khoảng 20%. Trong khi đó, Natri nằm trọn vẹn trong cao nguyên nên hàm lượng oxy càng thấp. Ở Natri, ngay cả hàm lượng oxy tối thiểu đảm bảo cho sự tồn tại của thực vật cũng khó đạt được. Vì thế, cây cối khó phát triển được ở Natri cũng là việc có thể hiểu. Nguyên nhân thứ ba khiến cây cối không thể phát triển ở Na là vì gió quá mạnh. Trên địa hình đồi núi cao ở cao nguyên Tây Tạng, gió mạnh là hiện tượng thời tiết thường thấy và cản trở sự phát triển của cây cối. Bên cạnh đó, từ tháng 11 đến tháng 3 mỗi năm, khu vực bước vào thời kỳ khô hạn, những cơn gió dữ dội mang theo cát và bụi khiến nhiều loài thực vật khó có thể sống sót qua những đợt gió này. Các chuyên gia cho biết, sức gió thời điểm này mạnh tới mức có thể khiến những cây si khổng lồ bật gốc người dân cố gắng thực hiện một số biện pháp trồng trọt hữu ích để khắc phục tình hình ở địa phương. Đầu tiên, họ dùng phương pháp trồng cây trực tiếp. Những loài cây to lớn được vận chuyển từ nơi khác và trồng trực tiếp vào mùa hè. Tuy nhiên, gió mạnh ở Natchui khiến gốc cây không ổn định và không thể tồn tại sau một thời gian. Phương pháp thứ hai được áp dụng là ươm mầm để những hạt giống chịu lạnh lớn lên và nảy mầm bằng máy ươm, phân bò và rơm dạ. Quả thật sự nảy mầm rất thành công. Tuy nhiên, sau khi nảy mầm, chúng phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ thấp, thiếu oxy và chỉ sau 10 giờ, toàn bộ trồi cây này đều bị thối rễ và chết. Cuối cùng, họ đã thử nghiệm một loại cây giống mới có thể thích nghi với hệ sinh thái của Natri. Ban đầu, chúng phát triển rất tốt, nhưng không ngờ rằng khi thời tiết chuyển lạnh, những cây non này không thể chịu đựng được nhiệt độ thấp và đất đóng băng. Chính quyền thành phố mong muốn tìm ra một cách để giải quyết tình trạng này. Họ thậm chí còn treo thưởng tới 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ đồng, cho ai trồng thành công một cây xanh ở Natri. Tới năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã khởi động một dự án phủ xanh tại Na Mục tiêu của dự án là tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ trồng cây và các mô hình phủ xanh tại thành phố Na Các nhà nghiên cứu đã quyết định sử dụng một số loại cây thân gỗ có khả năng chịu được khí hậu khắc nghiệt như vân sam, viên bách, sơn liễu, liễu sa mạc, kim ngân hoa và nhiều loại cây bụi. Những loại cây này đều được thu hoạch giống từ trong tự nhiên, sau đó được sàng lọc, ươm trồng và chọn lọc ra những cây giống tốt nhất để lai tạo. Những biện pháp đã được sử dụng trong dự án bao gồm trồng cây dưới mái cỏ, trộn lẫn vitamin và đất trồng, tưới nước ấm lên cây, bảo vệ cây bằng nhà kính. Theo thông tin từ trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, sau đó các nhà khoa học đã xây các tấm năng lượng mặt trời để sản xuất điện truyền xuống mạng lưới dây đồng được đặt trên mặt đất nhằm sinh nhiệt. Nhiệt độ của đất tăng lên giúp cho lớp băng tan chảy thì cây mới có thể ra rễ. Cuối cùng, chúng đã được lai tạo thành công. Tỷ lệ sống của những cây giống ở cơ sở khảo nghiệm tại Na đã đạt tới 75%, chúng đã thành công vượt qua mùa đông khắc nghiệt tại khu vực này và tạo nên kỳ tích. Đến năm 2022, số lượng cây giống ở Nazca đã lên tới hơn 300.000 cây, sự hiện diện của cây cối đã có thể nhìn thấy ở một số nơi trong thành phố, có thể thấy rằng thiên nhiên luôn chứa đựng những điều kỳ lạ và hiếm thấy và chắc chắn hiện tượng không trồng được cây xanh ở Nazca chưa phải là điều duy nhất. Ở một nơi khác trên trái đất cũng xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, đó là thủ đô Lima của nước Cộng hòa Peru. Đây là nơi người dân không phải dùng tới ô hay áo mưa bởi thành phố này gần như không mưa suốt 600 năm. Lima là một thành phố mang đậm nét văn hóa Tây Ban Nha ở Peru. Với nhiều công trình kiến trúc công giáo nổi tiếng, bao gồm nhà thờ lớn xây vào thế kỷ 16 hay trường đại học quốc gia Saint Maroc. Đây là thành phố lớn thứ hai ở Nam Mỹ với khoảng 8 triệu người sinh sống. Nhưng điểm đáng chú ý nhất ở chỗ, Lima là nơi có lượng mưa ít nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới. Lượng mưa ở đây chỉ khoảng 10 đến 15 mm mỗi năm nên nó còn có danh hiệu thành phố không mưa. Con số này thậm chí chưa bằng 1 phần 5 lượng mưa trung bình ở sa mạc Sahara, một trong những vùng đất khô hạn nhất trên thế giới. Quanh năm ở Lima không xuất hiện sấm chớp, không có băng, tuyết hay những cơn bão dữ dội. Kỳ lạ hơn, điều này đã kéo dài suốt 600 năm qua. Tại thành phố không mưa này, du khách không thấy cống thoát nước xuất hiện trên đường phố, nhà cửa thậm chí không có mái che. Điều này xuất phát từ đặc điểm khí hậu ở Lima Do quanh năm không mưa và khí hậu ôn hòa, thêm nữa, ở đây ô và áo mưa cũng gần như không cần dùng tới, thậm chí nhiều người dân địa phương còn chưa nhìn thấy mưa trong suốt cuộc đời mình. Câu hỏi được đặt ra là, với hơn 8 triệu người sinh sống trong thành phố, họ phải tồn tại thế nào khi trời không mưa? Theo lý giải của các chuyên gia khí tượng, suốt 600 năm, nơi này không xảy ra mưa do vị trí địa lý của nó. Thành phố chủ yếu nằm ở sườn đông của dãy núi Andes, ngọn núi cao nhất Nam Mỹ. Tại đây, Luồng không khí chìm xuống, hướng gió cơ bản thổi hướng song song với mừng nước biển. Không khí ven biển tiếp xúc với mặt nước lạnh, bị dòng khí lạnh chặn lại nên không thể ngưng tụ thành các đám mây vũ tích, do vậy không thể gây mưa. Hơi nước chỉ có thể tạo thành sương mù, nhưng vì điều này, thành phố Lima không hề bị khô hạn, ngược lại rất ẩm ướt do có lượng hơi nước lớn. Theo mô tả cảnh tượng mưa ở thành phố này cũng rất độc đáo, mưa không rơi xuống từng hạt, từng cơn mà chỉ là lượng lớn sương mù bao phủ khắp thành phố đọng lại trên nền đất ẩm ướt mà thôi. Tuy không có mưa, nhưng khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm, nhiệt độ lạnh nhất chỉ khoảng 16 độ C, nóng nhất không vượt quá 23 độ, với bốn mùa đều như mùa xuân. Để có nguồn nước sinh sống, người dân khai thác nước từ sông Ambri hình thành do sự tan chảy băng tuyết ở dãy núi Andes. Ngoài ra, do gần biển lại có con sông Rimac, nên thành phố có nguồn nước ngầm dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu nước hay hạn hán. Không chỉ đủ nước sinh hoạt, nguồn nước còn cung cấp cho thảm thực vật tươi tốt bởi vậy du khách khi đến đây có thể thoải mái vui chơi mà không bao giờ cần chuẩn bị áo mưa hay ô dù có thể nói rằng trên thế giới luôn tồn tại những điều lý thú bí ẩn và đáng ngạc nhiên mặc dù khoa học đã phát triển thế nhưng trái đất này vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chờ chúng ta giải đáp